A à, về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay A về danh Cô xin chào tất cả các em học sinh Để tiếp tục với chuỗi kiến thức của bài số 6 Tiếp tục tìm hiểu về thể loại thơ Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hành đọc hiểu văn bản Tình ca ban mai của tác giả Chế Lan Viên không để kem phải chờ lâu, bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào nội dung đầu tiên, đó chính là phần khởi động. Cô có, có một câu hỏi dành cho các em như sau các em hãy liệt kê những bài thơ viết về tình yêu và trình bày ngắn gọn những hiểu biết của em về các bài thơ đó cô cảm ơn câu trả lời của tất cả các em học sinh Chế Lan Viên được biết đến là một nhà thơ vô cùng nổi tiếng với hàng loạt các tác phẩm và được nhiều người thuộc lòng giống như là bài thơ Hoàng Hôn, bài thơ Trùm nhỏ thơ yêu, vân vân. Tuy nhiên thì đến với bài thơ Tình ca ban mai, Chế Lan Viên đã tạo nên một dấu ấn vô cùng đặc biệt trong lòng người đọc. Và tác phẩm này đặc biệt như thế nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu văn bản này. Chúng ta cùng chuyển sang phần số 2, đó chính là phần đọc và tìm hiểu chung. Trước tiên là phần đọc văn bản, sau đây kèm hãy lắng nghe cô đọc bài thơ này nhé em đi như chiều đi gọi chim vườn bay hết em về tựa mai về rừng non xanh lộc biếc em ở trời chưa ở nắng sáng màu xanh chê tình em như sao khuya giải hạt vàng chi chít sợ gì chim bay đi mang bóng chiều bay hết tình ta như lộc biếc gọi ban mai lại về dù nắng trưa không ở ta vẫn còn sao khuya hạnh phúc trên đầu ta mọc sao vàng chi chít mai hoa em lại về như vậy thì các em vừa lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ tình ca ban mai của tác giả Chế Lan Viên. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một vài nét chung về tác giả Chế Lan Viên và về bài thơ tình ca ban mai. Trước tiên là về tác giả. Tác giả Chế Lan Viên sinh năm 1920 và mất vào năm 1989. Ông là một trong những gương mặt trẻ trưởng thành trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Chế Lan Viên có phong cách thơ vô cùng độc đáo, thơ của ông giàu chất trí tuệ, triết lý và luôn hướng tới tìm tòi cách tân. Về tác phẩm thì tác phẩm này được xuất xứ là nằm trong tập Ánh sáng và Phù Sa xuất bản năm 1960. Tập thơ này được xem là tiêu biểu nhất cho phong cách của chế Lan Viên, thời điểm sau cách mạng. Về bố cục của bài thơ, các em có thể tiến hành chia làm 3 phần như sau. Phần số 1 là 4 câu thơ đầu, nói về tầm quan trọng và sức mạnh của em đối với tình yêu trong anh. Phần số 2 là 4 khổ thơ tiếp, nói về sức mạnh của tình yêu lứa đôi. Và phần số 3 là khổ thơ cuối, tức là câu thơ cuối, nói về em, kết tinh của cái đẹp là ánh sáng của sự sống các em thân mến, sinh ra ở trên đời, không ai lại không có một lần nguyện ước cho riêng mình, điều chân thành như thế. Lạc vào thế giới huyền diệu trăm màu sắc ấy, chúng ta sẽ như ngập đi giữa những yêu thương, niềm khát khao hạnh phúc, giữa biết bao nỗi nhớ ngập tràn. Và bài thơ tình ca ban mai của chế lan viên chính là một bản nhạc lòng, luôn tấu lên giai điệu ngọt ngào giữa muôn vàn thanh điệu của tình yêu. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần số 3 của bài đọc, đó chính là phần đọc hiểu văn bản, để cùng nhau đi tìm hiểu những nét đẹp đó nhé. Trước tiên, các em hãy quan sát vào trong sách giáo khoa và cùng cô tìm hiểu về yếu tố tượng trưng và ý nghĩa của sự biến đổi của hình tượng em trong văn bản. Chúng ta đi vào nội dung đọc hiểu thứ nhất, đó chính là ý nghĩa của sự biến đổi của hình tượng em. Sau đây, các em hãy nhận diện một số những cái yếu tố tượng trưng trong bài thơ và chỉ ra vai trò của các yếu tố đó. Đồng thời, thì những cái đặc điểm nổi bật trong cách khắc họa hình tượng em ở bốn câu thơ đầu được thể hiện như thế nào và ý nghĩa của cách khắc họa này là như thế nào? như chúng ta có thể thấy thì hình tượng em được miêu tả qua một loạt các cái biểu tượng đó chính là chiều là mai tức là ban mai trưa hoa em và những cái biểu tượng này nó góp phần tăng tính hàm xúc và cái tính thẩm mỹ cho hình tượng em những cái biến đổi trong hình tượng em ở bốn khẩu thô đầu được so sánh với những thời điểm trong một ngày và cảnh sắc thiên nhiên ví dụ như em đi như chiều đi để chim vườn bay hết đây là thời điểm lúc buổi chiều và thời điểm này là cái thời điểm mà khi mà sự sống đang dần tàn lụi đang dần bị lui vào mất dần đi và cái niềm cô đơn choáng ngập trong tâm hồn cái ánh nhìn của anh sự vật như không tồn tại hay là chi tiết em về tựa mai về rừng non xanh lộc biếc tức là thời điểm buổi sáng và cái thời điểm này thì nó mang theo ánh sáng sự sống đang tái sinh và nó xoa dịu cái nỗi nhớ và niềm cô đơn ở trong anh tiếp theo là chi tiết em ở trời chưa ở nắng sáng màu xanh tre tức là thời điểm buổi trưa khi mà mọi vật bừng sáng sức sống đẹp hơn thanh tao hơn và nó nhóm lên một cái ngọn lửa niềm tin nơi anh và cuối cùng là chi tiết tình em sao khuya giải hạt vàng chi chít với cái chi tiết thơ này, chúng ta thấy rằng là nó góp phần nâng cao vị trí của em trong tình yêu nồng đượm của anh và nó thể hiện một cái trái tim nhất mực thủy chung của anh. Nói tóm lại thì ý nghĩa về cái sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh là vô cùng quan trọng và nó được thể hiện rất rõ ràng ở trong phần đầu tiên của bài thơ. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với nội dung đọc hiểu số 2, đó chính là sức mạnh của tình yêu lứa đôi, tình ta. Các em hãy quan sát vào nội dung trong sách giáo khoa và tiếp tục trả lời cho cô Hình ảnh thơ ở khổ thơ thứ 6, 8 có sự lặp lại và thay đổi như thế nào so với khổ thơ thứ 2 và thứ 4? Sức mạnh của tình yêu lứa đôi được thể hiện như thế nào ở trong các khổ thơ 6, 7 và 8? Như chúng ta thấy thì những hình ảnh thơ được lặp lại ở trong phần số 2 này đó chính là chim, là bóng chiều, lộc biếc, ban mai, nắng trưa, sao khuya và nó còn được kết hợp với cái cách gọi phủ định lấp lửng, sợ gì, tình ta đến gọi dù ta vẫn còn ở khổ 2 và khổ 4 thì chúng ta thấy rằng là nó có cái sự xuất hiện của hình tượng em và tình em Nhưng đến với khổ thơ thứ sáu và khổ thơ thứ 8 thì nó lại được nâng lên thành tình ta Nó không chỉ đơn thuần là một đối tượng nữa mà nó là sự kết hợp của anh và em Như vậy thì tình yêu song phương được hợp nhất thành tình yêu lứa đôi và ngoài ra thì tác giả còn khẳng định sức mạnh của tình yêu lứa đôi, nó là cái tình yêu mang khả năng hồi sinh kỳ diệu, tình ta như lộc biếc, một phép so sánh rất thú vị. Hay nó còn chứa đựng những cái năng lượng sống vô cùng tích cực, vượt lên tất cả, đong đầy hạnh phúc, mọc sao vàng chi chít. Và tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang nội dung đọc hiểu số 3, đó chính là em, kết tinh của cái đẹp là ánh sáng của sự sống. Các em hãy quan sát vào nội dung trong câu thơ cuối của bài thơ theo các em thì câu thơ cuối hay nói cách khác là khổ thơ cuối này có gì khác biệt so với các khổ thơ trước đó và ý nghĩa của sự khác biệt này là gì như các em có thể thấy thì cái khổ thơ cuối này về mặt hình thức là nó chỉ có duy nhất một câu thôi nhưng nó lại được kết thúc bằng dấu ba chấm giống như là một cái nốt ngân không có giới hạn không có điểm dừng và đồng thời về mặt nội dung thì cái câu thơ này được nó được mở đầu bằng em đi và kết thúc bằng em về nó thể hiện rằng tình yêu hướng về phía của sự sống hướng về phía của ánh sáng và không bao giờ lụi tắt và chúng ta cùng đến với phần số 4 của bài học ngày hôm nay đó chính là phần tổng kết để cùng nhau đi tổng hợp một vài những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản Trước tiên là những giá trị về mặt nội dung thì bài thơ đã nói lên được tình yêu đích thực, cao đẹp, cao thượng và tràn đầy những cái niềm tin lạc quan. Về giá trị nghệ thuật thì trước tiên đó chính là các yếu tố tượng trưng nhằm mục đích nâng cao giá trị hàm xúc cho ý thơ, cấu trúc của các dòng thơ thì có sự tương xứng nhẹ nhàng và ngoài ra thì tác giả còn vận dụng rất hiệu quả các thủ pháp nghệ thuật. Và phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay đó chính là phần luyện tập. Cô có bài tập đặt ra cho các em như sau. Bài thơ gợi cho em suy nghĩ gì về tình yêu? Em thích nhất hình ảnh, dòng thơ hay khổ thơ nào trong bài thơ? Vì sao? Với bài tập mà cô đặt ra thì nó sẽ gồm có hai nội dung chính. Thứ nhất là các em trình bày quan điểm của mình về suy nghĩ của em đối với tình yêu và sau đó thì các em cần phải vận dụng những kiến thức về văn bản mà chúng ta vừa tìm hiểu để chỉ ra một hình ảnh thơ hoặc một dòng thơ, khổ thơ mà các em yêu thích ấn tượng trong bài thơ và lý giải lý do tại sao. Ví dụ như là các em có thể trình bày quan điểm như sau. Trong tình yêu có thể buồn, nhớ, giận hờn, thậm chí có lúc tưởng như bế tắc tuyệt vọng nhưng luôn luôn phải hướng tới sự lạc quan, niềm tin. Đó chính là một trong những cái suy nghĩ về tình yêu các em có thể tham khảo. Còn về cái hình ảnh thơ mà em thích nhất, mà em ấn tượng nhất thì các em sẽ lựa chọn và viết một đoạn văn ngắn gọn theo cái sở thích của mình nhé. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong tiết thực hành đọc hiểu văn bản Tình ca ban mai của tác giả Chế Lam Viên, một bài thơ tình rất hay. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những bài giảng tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về rách